Đủ các mặt hàng vàng mã được bày bán trên phố hàng mã những ngày này. Giá cả cũng vô cùng. Chẳng hạn, các loại xe ô tô này chỉ có giá từ 120.000 đồng đến 300.000 đồng. Nhưng cũng có thể lên tới cả triệu đồng nếu là siêu xe, nhà lầu. Thấy mọi người cứ bảo tháng 7 nó có tháng của kiểu ma tà các thứ thì cúng chúng sinh rồi cúng cho thần linh rồi cúng cho những người đi đường thì mình cứ thế mình làm thôi. 50.000 tấn vàng mã được người Hà Nội đốt mỗi năm. Để mua các sản phẩm này, số tiền mà người dân bỏ ra khoảng 400 tỷ đồng. Nhiều bậc tu hành khẳng định, giáo lý nhà Phật không dạy đốt vàng mã cho người quá cố. Tôi thấy là đúng là cái sự sai lầm rất lớn. Nếu mà không có thì chẳng đốt đâu, nhưng mà có người ta càng đốt nhiều. Mà chính cái đốt đó là nó tổn, nó phương hại. Mà mình vô tình mình làm tội. Tội này cái thứ nhất là mình cầu cho ông bà đầu tiên mình vẫn là nằm ngã quỷ để nhận cái đồ ấy. Như những người mà người ta có cái tâm ta cầu với cha mẹ chữ pháp thì người ta lại không làm như thế. Ngành văn hóa, thể thao và du lịch đã có quy định phạt tiền từ 500.000 đến 1 triệu đồng đối với hành vi đốt vàng mã tại nơi tổ chức lễ hội, di tích văn hóa lịch sử. Thế nhưng, chưa có trường hợp nào bị xử phạt. Lý do được đưa ra là phần lớn người dân đều không biết tới quy định này, cũng chưa rõ ai sẽ là người thực hiện việc phạt tiền, cũng như chế tài thực hiện.